Đây là phần 2 của chương trình Luật Di trú và Nhập tịch của luật sư Nguyễn Đại Huy Tuấn. Và chiều tối ngày hôm nay là ngày 10 Tây của tháng 6 của năm 2019. Đầu chương trình thì có hai cái bản tin để gửi cho quý vị. Thì Tuấn chỉ nhắc nhở sơ qua thôi. Là cái bản tin đầu tiên là chúng ta đang có cái người giám đốc tạm thời, acting director của cơ quan của Sở Di trú và Nhập tịch. Đó là ông Ken Cusinelli, thay thế cho Francis Lee Cisna. Thì ông ta bắt đầu làm việc ngày hôm nay. Và đồng thời thứ ba vừa qua thì bên Hạ viện đã thông qua một cái dự luật. Đây là một cái dự luật để cho những em đi qua đi theo, những em đang trong cái tình trạng DACA hoặc là những người Latino trong cái tình trạng TPS có cơ hội để đi vào cái thẻ xanh. Thì cái đó là cái dự luật American Dream and Promise Act. Thì nói tóm lại thì bên Thượng nghị viện sẽ không có đưa cái này ra để cho cơ hội để thảo thuận và để bầu, cho nên chúng ta có thể coi cái dự luật này không có cơ hội để thông qua quốc hội được. Cho nên cái cơ hội để cho cái dự luật này trở thành cái đạo luật rất là mỏng manh, có thể nói là không có luôn. Bây giờ cho Tuấn tiếp tục từng dây điện thoại, số điện thoại là toll free 844-858-7000. Đó là 844-858-7000. Bây giờ cho Tuấn xin mời chị Hoài ở Anaheim, California. Xin mời chị Hoài lên tiếng điện. À dạ dạ thưa, dạ thưa chào. Chào dạ, chị. Thưa chào luật sư ạ. Dạ. À, thưa luật sư là giờ Hoài có một câu hỏi là mẹ của Hoài đó là được ông anh bảo lãnh qua Mỹ mười mấy năm rồi. Nhưng mà cách đây là 4 năm thì bà lúc trước thì bà đi đi về về. Nhưng mà cách đây 4 năm sau khi mà bố của Hoài mất á thì mẹ về bên đó, mẹ ở luôn bên đó, mẹ không có qua nữa. Dạ vâng. Thì thưa luật sư, nếu như mà bây giờ, nhưng mà bây giờ nguyên một bầy con của mẹ là bây giờ được bảo lãnh qua bên Mỹ hết luôn, thì bây giờ tất cả mọi người đã phỏng vấn và đã đậu hết rồi, bây giờ chỉ cần chờ ngày đi. Nhưng mà như vậy thì bây giờ mẹ của Hoài có vô Mỹ được hay là không? Ok, cho Tuấn hỏi chị hai câu ha. Mẹ dạ. Của chị có làm cái cuốn sổ reentry permit không? Không, dự okay. Thư luật sư không ạ. À. Cảm ơn. Cái câu hỏi thứ nhì nữa là có cái lý do gì mà nằm ngoài cái tầm tay của bà mà bà ta trở lại không được không? Tại vì bây giờ cái thẻ xanh, bây giờ dạ, không, cái thẻ không. Xanh của bà là chị, không còn. Dạ, dạ. Chị Hoài, Tuấn hỏi là có dạ, cái dạ. Lý do gì suốt 4 năm mà tại sao không qua đây không? Có lý do gì mà nằm ngoài cái tầm tay dạ, dạ, không? Dạ có. Lý do gì ạ? Dạ có, là tại vì bà không có khỏe. Okay. Rồi con bà không khỏe, rồi sau khi là bố mất hết là bà không có khỏe, nhưng mà bà ở bên đó thì bà trị bệnh bên đó đó. Dạ vâng. Bệnh thuốc giờ. Yeah. Okay. Yeah. Thôi cảm ơn chị rất là nhiều, chị có thể cúp điện thoại cho Tuấn để Tuấn cố gắng trả lời cho chị. Thưa chị Hoài, nếu mà bà ta ở 4 năm như vậy ở bên Việt Nam mà không có xin reentry permit thì bà ta đã bị mất cái thường trú nhân rồi, nghĩa là cái thẻ xanh cho dù nó còn hạn nhưng mà nó không có giá trị, tại bà ta đã tự hủy bỏ khi bà ta ở bên Việt Nam trên một năm mà không có xin cái reentry permit. Cái đó là cái đầu tiên. Nhưng mà nó có một cái ngoại lệ. Cái ngoại lệ đó là cái tình trạng nếu mà cái chuyện gì nó xảy ra bất ngờ mà nằm ngoài cái tầm tay của mình mà mình không qua lại được, thì mình có thể xin cái thị thực gọi là cái SP1 với cái lãnh sự quán để qua lại liền và tiếp tục cái thường trú nhân của mình. Tuấn cho một cái thí dụ mà Tuấn mới thấy thân chủ của Tuấn là ông ta có xin reentry permit đi về Việt Nam, nhưng mà sau đó ông ta bị cái bệnh tim nó xảy ra, cho nên ông ta bác sĩ không cho lên máy bay, tại máy bay sợ là ông ta sẽ có gì trở ngại khi đường bay về trên này. Rồi sau đó ông ta khỏe, rồi ông ta vào cái lãnh sự quán xin cái SP1 liền. Cho nên đó là một cái thí dụ. Còn một cái thí dụ mà mình thường xuyên mình thấy là người ta đi về đó, người ta chạy xe Honda, người ta bị tai nạn, rồi người ta gãy xương, gãy chân, rồi người ta phải nằm ở bệnh viện rồi rehab một thời gian rồi mới qua lại. Thì cái đó là cái tình trạng bất ngờ ngoài cái tầm tay mà nó xảy ra. Còn nếu mình bệnh hoạn hay cái gì đó mình có thể qua lại, thì cái đó nó không rơi vào cái ngoại lệ của cái SP1 để qua lại đây. Nếu mà không có rơi vào SP1 thì bắt buộc phải bảo lãnh lại từ đầu. Lại từ đầu nghĩa là nộp hồ sơ bảo lãnh I-130, đóng cho Sở Di trú, rồi làm thủ tục với Trung tâm Visa, rồi sau đấy bảo lãnh phỏng vấn với cái lãnh sự quán. Mà nếu mà lãnh sự quán tiếp tục thì người ta mới cho cái visa mới để vào nước Hoa Kỳ để có cái thẻ xanh mới. Cảm ơn chị rất là nhiều. Và bây giờ tiếp tục từng dây điện thoại, cho Tuấn xin mời chú Đa
tiểu bang Michigan. Xin mời chú Đa lên tiếng đi ạ. Dạ, chào ông ạ. Vào sáng, dạ, sáng thì năm gần đây thì chúng tôi nghe qua báo chí và trên các phương tiện truyền thông truyền hình trên media thì chúng nói vấn đề là... Ok, cho tôi cắt ngang, cho tôi cắt ngang, tại xin lỗi tôi nghe không được ha, tôi nghe không được. Mời ông từ từ trình bày đi. Dạ vâng, mời ông trình bày chậm nó lại đi ạ. Dạ vâng. Dạ vâng. Dạ, thưa tôi muốn hỏi thăm luật sư là về vấn đề là tôi có nghe hành pháp họ đi chính phủ họ muốn nói là sẽ thi hành cái luật là về cấp đích nạp vậy đó. Thì tôi muốn hỏi luật sư là vấn đề như vậy thì khi mà cái luật này mà nếu mà được áp dụng ra thì tức là cái đó họ sẽ hỏi những người là từ trước khi ban hành cái lệnh của hành pháp này hay là sẽ chỉ sau khi ban hành lệnh hành pháp này thì mới ảnh hưởng cấp đích nạp của vấn đề Y864 phải bồi thường cho đền toàn như thế nào? Ok. Cho tôi hỏi, ông đang nói về cái vấn đề gọi là cái đề xuất của cái gánh nặng xã hội phải không ạ? Dạ vâng ạ, dạ. Ok. Và ông hỏi về cái chi tiết là cái tin mới đây là ông Tổng thống Donald Trump yêu cầu phải tìm cái phương cách để xin lại cái tiền mà đã trợ cấp trước đây hay là cái chính xác là như thế nào ạ? Dạ thưa, tức là coi như là theo như tôi hiểu trên cái thông cáo đó thì tức là coi như là tổng thống muốn nói là sẽ phải tìm cách là nếu những cái người mà đã được bảo trợ tài chính cho những cái người được vào hồ sơ vào đây và nếu họ những cái người đó họ đi xin những cái trợ cấp ở những cấp đích đạt thì những người đứng đầu trên hồ sơ Y864 phải bồi thường lại tất cả những số tiền được cho chính phủ. Dạ đúng, dạ đúng. Ok, cảm ơn ông rất là nhiều và thưa ông Đa và ông hoặc là ông Đá ở từ bang Michigan. Đầu tiên sorry cái tên của ông, tôi mispronounce cái tên của ông. Đây là tên ba. Tên ba. Ok, cảm ơn ông ba. Cái bản tin này tôi có gửi cho tất cả quý vị hình như là thứ hai tuần vừa qua. Nếu mà tôi nhớ không sai, thứ hai tuần vừa qua. Thì đây là một cái bản tin mà với cái quyết định của Tổng thống Trump đưa ra là đưa ra cho 12 cái cơ quan của chính phủ, từ cơ quan sở di trú cho tới cơ quan sở lao động, cho tới những cái cơ quan trợ cấp người ta. Thì ông ta đưa ra như vậy một cái quyết định nói là tìm cách nào để lấy lại cái tiền đã trợ cấp cho người ta từ sau đây. Ok, từ sau đây chứ không phải từ trước đây. Thì bây giờ mình nói sơ qua cái bảo trợ tài chính nha. Thì cái bảo trợ tài chính á, nó có cái sự thay đổi rất là lớn vào tháng 4 của năm 97. Đó là tháng 4 của năm 1997. Khi lúc đó cựu tổng thống Bill Clinton ký cái đạo luật để thay đổi về cái vấn đề trợ cấp của xã hội. Thì trong cái đạo luật đó là chúng ta bắt đầu thấy cái bảo trợ tài chính thay đổi. Thì nó từ Y-134 đổi qua Y-864. Đó. Thì trong cái đạo luật đó, đó, thì nó có cái khúc đoạn là nếu mà người ta ký cái bảo trợ tài chính cho thân nhân người ta hoặc là cái người được đồng bảo trợ hoặc là cái người được định cư mà người ta đã đồng bảo trợ thì những cái người đó nếu mà qua đây mà lãnh cái tiền trợ cấp của thành phố, của quận, của tiểu bang hoặc là của liên bang thì cái cơ quan mà trợ cấp đó có quyền hoàn tất lại, đòi cái tiền hoàn tất lại cho cái cơ quan đó qua cái người ký cái bảo trợ tài chính. Đó. Thì bây giờ chúng ta thấy cái phức tạp là cái gì? 23 năm vừa qua, từ năm 97, năm 96 cái luật này bắt đầu thi hành tháng 4 năm 97, gần 23 năm vừa qua, nó chưa có một cái cơ quan nào hoặc là một cái hình thức nào để đào tạo lên, để cho cái người đứng ra bảo trợ có cái trách nhiệm khi thân nhân người ta lãnh tiền trợ cấp. Cho nên cái quyết định của Tổng thống Donald Trump vừa qua là một cái quyết định đầu tiên dưới cái Y-864, dưới cái đạo luật era của năm 96, thi hành năm 97, đưa ra để cho tất cả những cái cơ quan của liên bang nha, của liên bang nhớ,
Tổng thống chỉ có quyền về liên bang thôi, để xem sau này thành lập một cái hệ thống để xem có cách nào để xin hoàn tất cái tiền nếu mà thân nhân của cái người được bảo lãnh, được định cư, được cái trợ cấp của chính phủ để xin lại cái tiền đó, trả lại cái tiền đó. Đây là của liên bang, còn tiểu bang có quyền thành lập riêng. Nhưng mà từ hồi trước tới giờ chưa có tiểu bang nào làm hết. Cho nên chúng ta sẽ thấy rất là nhiều cái tin tức về cái vấn đề này. Tại vì cái quyết định của Tổng thống đưa ra phải nói trong vòng 180 ngày tìm cái cách nào để quản lý về cái số tiền này. Rồi chúng ta sẽ thấy những sau đó sẽ có những cái tiểu bang nó sẽ bắt chiếc nữa chứ. Rồi từ tiểu bang nó có thể chuyển xuống tới quận nữa hoặc là thành phố nữa. Cho nên cái tin tức này nó còn nhiều lắm. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì nó chưa có cái tin tức gì hết. Đây là một cái quyết định ông ta đưa ra mà cái luật cho phép nha, luật cho phép làm. Đó, mà chỉ có cái từ hồi trước giờ người ta thấy đã chơi vào cái như vậy rồi, người ta không có muốn đòi thêm cái tiền đó nữa. Cảm ơn ông Ba ở Michigan rất là nhiều. Và bây giờ cho Tuấn xin mời dây kế tiếp tại Houston, cho Tuấn xin mời chú Hải. Chú Hải, Houston xin mời chú lên tiếng đi ạ. Chú Hải ở thành phố Houston, xin mời chú lên tiếng đây. Đây là chương trình Luật Di Trú và Nhập Tịch của luật sư Nguyễn Đại Huy Tuấn ạ. Mời chú lên tiếng đây, chú Hải. Alo. Dạ, tôi tên okay. Hải đây. Có thể chúng ta mất từng giây của chú Hải rồi. Số điện thoại là 844-858-7000. Đó là 844-858-7000. Xin mời chú Hải lên tiếng đi, chú Hải ạ. Dạ, tôi lên tiếng đây, tôi Hải Hữu Tân đây. Dạ vâng, mời ông Hải có thắc mắc câu hỏi gì cho tôi để tôi giúp trả lời. Dạ, cho tôi hỏi luật sư một câu như thế này là tôi có đứa con trên 21 tuổi, tôi làm giấy tờ bảo lãnh tháng 1 năm 2014 và được trung tâm visa đóng tiền tháng 4 năm 2019. Như vậy tôi muốn hỏi luật sư Tuấn là bao lâu con tôi là con trai có thể được phỏng vấn. Dạ, có nhiều đó thôi. Dạ, vâng. Cảm ơn. Dạ, ông Hải đừng cúp điện thoại nha. Cháu nó độc thân trên 21 tuổi, phải không ạ? Vâng, độc thân trên 21 tuổi. Và ông vẫn là thẻ xanh hay là quốc tịch ạ? Dạ, thẻ xanh, luật sư Tuấn ạ. Dạ, vâng. Cảm ơn ông rất là nhiều. Sau khi cái trả lời của Hải, của ông Hải, của chú Hải thì tôi gửi cho quý vị cái phần A của cái visa bulletin để cho thấy cái câu trả lời nó rõ ràng hơn. Thưa chú Hải, nếu mà căn cứ vào cái phần A của cái visa bulletin á, thì cái hồ sơ này chưa có quyền phỏng vấn nha. Nghĩa là cái hồ sơ này người ta chỉ có quyền phỏng vấn trước ngày 15 tây tháng 5 của năm 2013 thôi. Hồ sơ của chú là tháng 1 năm 2014, chỉ có quyền để chuẩn bị phỏng vấn thôi. Nếu mà phỏng vấn tôi nghĩ nó còn khoảng 8 cho tới 12 tháng nữa. Cảm ơn chú Hải rất là nhiều và tiện đây cho Tuấn gửi cái phần A của cái visa bulletin của tháng 6 của năm 2019 luôn. Kính thưa quý vị, đây là visa bulletin của tháng 6 năm 2019, bảng A Final Action Day dành cho những hồ sơ bảo lãnh đã hoàn thành đơn bảo trợ tài chính và trung tâm visa đã xét duyệt xong, hiện đang chờ ngày phỏng vấn ở nước ngoài. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi, đang giải quyết hồ sơ đến ngày 15 tháng 2 năm 2012. Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi, đang giải quyết hồ sơ đến ngày 15 tháng 7 năm 2017. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi, đang giải quyết hồ sơ đến ngày 15 tháng 5 2013. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh con đã lập gia đình, đang giải quyết hồ sơ đến ngày 22 tháng 12 năm 2006. Diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh anh, chị, em, đang giải quyết hồ sơ đến ngày 1 tháng 4 năm 2006. Kính thưa quý vị, đây là Visa Bulletin của tháng 6 năm 2019. Và thưa quý vị, vừa rồi là cái phần A của cái Visa Bulletin, nghĩa là như thế nào? Là nghĩa là những cái hồ sơ đã hoàn tất với trung tâm visa. Tất cả những cái gì mà cần làm trong nội bộ đã hoàn tất với Bộ Ngoại giao. Rồi bây giờ chờ ngày phỏng vấn với cái lãnh sự quán mà thôi. Cho nên đó là cái phần A. Còn cái phần B là ngày chuẩn bị với trung tâm visa. Phần A là cái ngày mà cái lãnh sự quán có quyền phỏng vấn và cấp cái thị thực cho định cư. Bây giờ đường dây kế tiếp cho tôi xin mời chú Bá ở tiểu bang Delaware. Xin mời chú Bá lên tiếng đi ạ.
Dạ, con chào luật sư Tính. Luật sư Tính khỏe không dạ? Dạ, cảm ơn. Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên tôi có cái điện thoại tại tiểu bang Delaware. Cho tôi hỏi thành phố nào bên Delaware vậy? Dạ, cháu ở Middletown, Delaware. À, Middletown, Delaware. Welcome cho cái chương trình từ Delaware. Xin mời ông bá lên tiếng đi ạ. Dạ, con cảm ơn. Dạ, dạ được sư cho vui lòng cho con xin hỏi. Bà chị con có làm hồ sơ bảo lãnh người chị con với đứa em ở Việt Nam á. Dạ vâng. Diện chị em á. Dạ vâng. Dạ, cái ngày ưu tiên là ngày ưu tiên là ngày 12 tháng 8 năm 2006. Dạ, tiếp tục đi ông bá. Dạ, cái ngày cấp nhận hồ sơ đó là ngày tháng 8, ngày 31 năm 2010. Dạ, cháu có một đứa cháu, con của bà chị ở Việt Nam, nó đang du học ở Mỹ. Nhưng mà nó sinh cái ngày ngày tháng 10, ngày 26 năm 1994, luật sư. Dạ, vâng. Con xin hỏi nhờ luật sư giúp cho con cái lời, cái ý kiến á. Mà tới cái hồ sơ nó sắp được gọi để chuẩn bị mà hồ sơ để mình làm thủ tục á, luật sư. Dạ, vâng. Rồi cháu tiếp xin hỏi luật sư cho cái lời khuyên là khi mà tới cái hồ sơ mở là đứa cháu du học bên đây á, nó hút tuổi thì nó có nên về Việt Nam để phỏng vấn hay là không? Dạ, vâng. Ok, cảm ơn ông bá rất là nhiều và ông có thể cúp đường dây điện thoại cho tôi ha. Ông có thể, xin lỗi, khoan cúp điện thoại, ông bá cho tôi hỏi cháu nó còn đi học không vậy? Ok, sorry anh bá, tôi quên hỏi anh một câu nhưng mà that's ok, tôi đầy đủ chi tiết để cho tôi trả lời cho ông. Ông bá thì cho tôi nhập lại cái chi tiết mà ông đã trình bày cho tôi ha. Cái ngày hồ sơ là ngày 12 tháng 8 năm 2006 là cái ngày ưu tiên. Chấp thuận là ngày 31 tháng 8 của năm 2010. Cháu nó đang du học ở đây và nếu mà cháu nó còn ở đây đúng theo luật pháp nha, bắt buộc phải ở đây đúng theo luật pháp. Thì cháu nó đang du học ở đây đúng theo luật pháp thì cháu nó sinh ngày 26 tháng 10 năm 94. Thì nếu mà cháu nó, cái câu hỏi của ông là cháu nó có nên về Việt Nam phỏng vấn hay không? Thì cái câu trả lời của tôi cho ông là như thế này. Đầu tiên, xem cháu nó được ăn theo hay không. Nếu mà được ăn theo thì có thể phỏng vấn ở Việt Nam, có thể phỏng vấn ở Mỹ. Còn nếu mà không được ăn theo mà đi về Việt Nam thì không có quay lại đây đâu. Tại vì cái lãnh sự quán đã coi mình đã có ý định định cư thì người ta không có cho đi qua đây tiếp tục du học nữa đâu. Cho nên cái câu hỏi đầu tiên trong cái hoàn cảnh này là cháu nó có quyền được ăn theo ba mẹ cháu hay không? Đó. Thì mình biết là mình phải áp dụng cái luật bảo vệ trẻ em là CSPA. Thì CSPA trong cái tình trạng này là được cộng 4 năm 2 tuần hoặc là 4 năm 3 tuần. Okay. Cho nên 4 năm 2 tuần hoặc là 3 tuần cộng với 21 tuổi là cho tới 25 tuổi 3 tuần hoặc là 25 tuổi 2 tuần. Nào, cháu nó 21 tuổi vào ngày 26 tháng 10 của năm 2015, cộng với 4 năm là tháng 10 này. Tháng 10 này là cháu nó đã 25 tuổi. Đó, được cộng thêm 2-3 tuần nữa mà cháu nó sanh cuối tháng 10, thì tới tháng 11 này. Tháng 11 này là cháu nó với là trên 21 tuổi. Đó. Nào, cái hồ sơ này đó đang đáo hạn ngày mùng 1 tháng 4 của năm 2006. Mùng 1 tháng 4 của năm 2006. Mà hồ sơ này ngày 12 tháng 8 của năm 2006. Thì cái câu hỏi là cháu được ăn theo hay không? Mình chưa biết được. Mình chưa biết được là cháu nó được ăn theo hay không. Nếu mà phải đoán thì mình có thể nói khoảng 60% được ăn theo, 40% không được ăn theo. Lý do tại sao? Tại vì bắt đầu tháng 10, tháng 11 thì chúng ta đi vào đầu năm tài chính
thì cái ngày đáo hạn nó sẽ nhảy lên cao hơn. Hy vọng nó nhảy qua ngày 12 tháng 8 của năm 2006. Và nếu mà tháng 11 năm nay mà nó qua ngày 12 tháng 8 của năm 2006 thì cháu nó sẽ được ăn theo. Nào, nếu mà được cháu được ăn theo thì cái câu hỏi kế tiếp là nên cho cháu nó về Việt Nam phỏng vấn hay là cháu nó có thể ở đây phỏng vấn được hay không? Nếu mà về Việt Nam phỏng vấn mà nếu mà có hồ sơ có gì trở ngại thì cháu nó phải ở bên đó, tại vì cái lãnh sự quán không có cho cháu nó qua đây du học nữa đâu, tại vì cháu đã có cái ý định định cư. Khi mình đã có ý định định cư rồi thì người ta không cho đi du lịch hoặc là du học. Còn nếu mà cháu nó được sự bảo vệ mà muốn xin thẻ xanh ở đây thì cháu nó phải chờ cái người chủ hộ hồ sơ là ba hoặc là mẹ cháu qua bên này. Và nếu mà lúc đó cháu nó vẫn còn giữ theo cái tình trạng là du học sinh, không có làm gì trái với cái điều kiện của du học sinh, thì lúc đó cháu nó mới có quyền xin thẻ xanh. Thì xin thẻ xanh thì sẽ phỏng vấn với sở di trú địa phương, phỏng vấn cháu có mặt và cái người chủ hộ hồ sơ và cái người bảo lãnh cũng nên có mặt luôn. Cho nên cái hồ sơ này mình chưa có biết là cháu được ăn theo, được sự bảo vệ và ăn theo hay không. Nếu mà cháu được sự bảo vệ ăn theo thì lúc đó mình mới quyết định là về Việt Nam phỏng vấn hay là phỏng vấn bên này, lúc đó mình mới tính. Cảm ơn ông Bá ở tiểu bang Delaware và một lần nữa welcome to Delaware. Và bây giờ tiếp tục đường dây điện thoại cho Tuấn. Xin mời cô Thu ở Dallas. Xin mời cô Thu lên tiếng đi ạ. Chào luật sư, cháu xin có một câu hỏi. Luật sư vừa rồi luật sư nói là những người thẻ xanh mà hưởng trợ cấp thì bị đòi là của người bảo lãnh, nhưng mà tôi thì thẻ xanh nhưng mà tôi không có xin thuốc tây, nhưng mà tôi làm thu nhập thấp, có rồi tôi xin khám bệnh của bệnh viện Phúc Linh á là không phải mua hàng tháng, nhưng mà khi nào đi khám khi đó đi đóng tiền thì cái đó có phải là trợ cấp không luật sư? Về giúp giùm tôi để tôi biết okay. Cho tôi yên tâm. Cảm ơn cô Thu rất là nhiều. Cảm ơn cô Thu rất là nhiều và cô Thu cúp điện thoại cho tôi. Mỗi lần tôi mà nghe cái câu luật sư nói cái này thì tôi sợ. Tại vì nhiều khi tôi nói một phần nhưng mà cái suy nghĩ của người ta nó lại khác đi. Cho nên cho tôi trở lại cái câu hỏi của chú Ba ở tiểu bang Michigan. Ok. Chú Ba hỏi về cái bản tin mà tôi gửi cho quý vị là tuần vừa rồi. Okay. Là cái bản tin mà Tổng thống Donald Trump đã đưa ra cái quyết định cho 12 cái cơ quan. 12 cái cơ quan dưới cái chính phủ của liên bang. Là ông ta căn cứ vào cái đạo luật ERA đã được chấp nhận vào năm 96, thi hành vào năm 97. Là cho phép cái cơ quan của liên bang đòi cái tiền đã trợ cấp cho thân nhân của người ta khi người ta ký cái bảo trợ tài chính để hoàn tất cái tiền nó lại. Ok. Thì cái đầu tiên là đây là lần đầu tiên chúng ta bắt đầu thấy là chính phủ Hoa Kỳ bắt đầu đề cập về cái khúc đoạn luật này. Đó. Cho nên á, cái bảo trợ tài chính mà thân nhân của quý vị ký cho quý vị để qua bên này là cái I-864. Thì trong cái I-864, nếu mà đọc trong đó nó có trang thứ 5 hoặc trang thứ 6, nó giải thích rất là chi tiết là cái cơ quan mà cho phép cái trợ cấp đó có quyền đòi lại cái tiền của cái người đứng ra ký cái bảo trợ hoặc là cái người đồng bảo trợ cho cái hồ sơ đó. Nào, từ hồi đó tới giờ chúng ta chưa thấy cái cơ quan nào ở dưới tiểu bang hoặc là liên bang thi hành cái hợp đồng đó. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu thấy Tổng thống Donald Trump đưa ra cái quyết định để tìm cách nào để thành lập một cái hệ thống để khi nó xảy ra có thể yêu cầu cái hoàn tiền lại. Thì dĩ nhiên những cái này mới đưa ra thì thường thường nó không có ảnh hưởng cái gì trước đây. Còn cái gì trợ cấp hay gì thì phải tùy theo vào cái chương trình đó cô. Chứ không có cách nào mà tôi trả lời có hay không có được cô. Mấy cái này cô phải coi và cô phải tham khảo với trực tiếp với luật sư của cô ở gần thành phố Dallas. Thưa quý vị, tới đây hết thì giờ cho chương trình chiều tối nay. Và chiều tối nay là ngày 10 tây của tháng 6 của năm 2019. Huy Tuấn rất là chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và rất là cảm ơn quý vị
đã gọi vào cho chương trình chiều tối nay. Xin chúc quý vị một buổi chiều, một buổi tối và một tuần rất hạnh phúc, và tạm hẹn quý vị vào chiều tối thứ hai tuần sau. Xin kính chào.